Hello hello, mình là Sunny đây. Nếu bạn cần idea cho buổi hẹn đầu tiên lãng mạn thì hãy xem tiếp video này. Video bao gồm trang phục, địa điểm và những lời khuyên cho các chàng trai, cô gái sắp đi hẹn hò. Ok, chúng mình cùng bắt đầu nhé. Ngoại hình quyết định đến 90% ấn tượng đầu tiên của một người về bạn. Hãy chọn những trang phục có màu sắc sáng màu như là trắng, hồng, be và tránh những màu sắc quá mạnh như là đen, đỏ. Với những buổi hẹn ở quán cà phê hay nhà hàng thế này thì chúng ta nên ưu tiên chọn những trang phục có phần thân trên điệu một chút, như phần cổ áo xẻ nhẹ hoặc là tay áo bồng, thêm phụ kiện nhẹ nhàng như vòng cổ hoặc khuyên tai để tạo điểm nhấn. Vì khi ngồi trò chuyện thì phần thân trên sẽ là phần được chú ý nhiều hơn suốt buổi hẹn hò. Buổi hẹn đầu tiên thường không nên quá thân mật nên mình sẽ thích hẹn vào ban ngày như là đi ăn trưa chẳng hạn, và ở một không gian quán rộng rãi, ngoài trời thì càng tốt. Không gian quán chật hẹp, tối quá hoặc là ồn quá dễ dẫn đến cảm giác không thoải mái hoặc là quá thân mật. Ví dụ như buổi hẹn đầu tiên mà con gái được dẫn đến một quán cà phê toàn màu hồng thế này thì cô ấy kiểu vừa bước vào sẽ bị ú hà vì độ dễ thương của quán, và theo tính chất bắc cầu thì sẽ thấy bạn date của mình cũng dễ thương lay luôn. Một điểm cộng nữa của quán là cái bể bơi ở bên ngoài giống như là mình đang ở resort. Thì mình cảm thấy đây là một quán cà phê rất là phù hợp cho buổi hẹn đầu tiên, bởi vì nó xinh vừa đủ, nó không quá là sang chảnh mà cũng không quá là xô bồ. Mình thề là mình không được quán trả tiền để PR đâu, mà mình còn phải bỏ tiền túi ra để thuê địa điểm quay ý. Nhưng mà mình thấy nó như thế thật. Không biết mọi người thế nào chứ lần đầu tiên gặp ai đó mình không bao giờ thấy thoải mái khi ăn uống được, kiểu cứ bị ngại với dụ ý. Nên thay vì ăn no thì mình sẽ chọn những quán có đồ brunch nhẹ nhàng thôi, rồi hẹn hò xong về rủ bạn thân đi ăn uống sau cho thoải mái. Quán này đồ ăn chỉ được khoảng 6 điểm, nhưng mà bài trí thì rất là hàn xẻng nên thôi thì không cần ăn no nên cũng được. Tuy lần này mình không gọi tráng miệng nhưng mình xem mọi người check in ở quán thì thái độ tráng miệng cũng khá là xinh. Lần trước mình ăn thử bánh con sò ở đây thấy bị cứng nên là cũng không ấn tượng nhiều lắm. Quán cà phê toàn màu hồng nên nước uống cũng phải màu hồng luôn mới chịu nha. Món này tên là Pink Cloud, kiểu smoothie nhưng hơi loãng với nhạt so với mình. Một điểm cộng cho quán vì dùng ống hút thân thiện với môi trường này. Nhớ chọn những món có thể ăn bằng dao dĩa hoặc là đũa nhá, chứ đừng gặp chân gà sồn sụp trước mặt người ta ngay lần đầu tiên gặp nhau, ấn tượng lại khó phai lắm đấy. Khi ăn thì mọi người cố gắng ăn thành từng miếng nhỏ để mình có thể đút gọn vào miệng, tránh ăn nhồm nhoàm nha. Buổi hẹn đầu nên kéo dài khoảng 2 tiếng thôi chứ đừng dài lê thê quá nhá. 2 tiếng là khoảng thời gian vừa đủ để trò chuyện và tìm hiểu đối phương, không quá ngắn đến mức chớp nhoáng, cũng không bị rơi vào cảnh hết chuyện để nói. Nếu cả hai hài lòng với bạn date của mình thì chúng ta còn có buổi hẹn thứ 2, thứ 3 cơ mà. Trước khi đứng dậy các cô gái nhớ check xem son còn trên môi không. Lúc đến xinh tươi thì lúc về cũng phải tươi xinh. Lỡ son trôi mất rồi thì hãy xin phép vào nhà vệ sinh tô lại son, chứ đừng cầm gương ngồi tô lại son trước mặt anh ấy. Kém duyên lắm đấy. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và chúc mọi người có buổi hẹn đầu thật lãng mạn nha. See ya.